về nè Minh ơi. Dạ. Ủa Minh, Minh mới về à? À, anh mới về nè Minh à. Sao, ở nhà mình chuẩn bị xong xuôi hết cả rồi à? Dạ xong hết rồi Minh à. Mình biết không, hồi chiều em đọc báo, thấy báo đăng tin tướng cướp Bạch Hải Đường vừa giết người cướp của. Em sợ mình về không được, em rầu ghê gì đó. Nè đâu có được, dù bận công chuyện thế nào anh cũng phải về đây. Chứ không lẽ khách khứa đến đầy nhà mà chủ nhà vắng mặt có sao được phải không Minh? Bây giờ mình nhắm mắt lại, xòe tay ra. Nhắm mắt lại xòe tay ra à, chi vậy Minh? Thì nhắm mắt lại xòe tay ra đi. Nhắm mắt lại xòe tay ra ha. Ừ. Đó. Ủa cái gì vậy Minh? Thì anh đố mình đó. Nhưng cái gì vậy Minh? Thì anh đố mình đó. À em biết rồi. Đồng hồ. Trật lắc. Kẹo. Trật luôn. Ủa không phải đồng hồ, không phải kẹo, vậy chứ cái gì Minh? Bây giờ anh cho phép mình mở mắt ra đó. Chiếc nhẫn đẹp quá Minh ha. Đẹp không Minh? Liên Minh à, từ bấy lâu nay vợ chồng mình chung sống cùng nhau, anh lúc nào cũng lo chí thú làm ăn, còn em thì luôn luôn cần kiệm, vậy mà gia đình ta vẫn luôn túng thiếu. Vì đồng lương anh chẳng đặng bao nhiêu, hơn nữa anh không hề tham nhũng của ai, nên đến giờ này tay trắng dần dưới trắng tay, nhờ má với ba thương tình đùm bọc lại mua cho ngôi nhà tinh tắc này. Thật là lòng cha mẹ thương con chỉ khác với sông dài biển rộng. Hay cũng là vì anh thật và yêu em nên ba má em mới mến rể. Hôm nay đánh dấu ngày kỷ niệm anh mua về tặng em chiếc nhẫn xoàn này, để đánh dấu thêm một lần tình yêu tha thiết của anh. Chó. Trời ơi, nuôi chị ba cái thứ ác con này. Thôi rồi, tổ mẹ nó tiêu mẹ nó cũng quần ăn cổ tôi ơi, trời ơi. Dạ, dạ xin lỗi ông. Ô kìa. Anh Tài, anh Trung. Mạnh giỏi á. Mạnh giỏi luôn. Sao, có sao không anh? Tiêu mẹ nó cũng quần ăn cổ rồi. Mời anh ngồi. Cảm ơn anh. Anh Trung à, cái này khỏe không anh? Khỏe luôn. Phát tài phát tướng gì không? Trời ơi, làm bầu cải lương mà phát tài phát tướng khỉ khô gì. Anh Trung à, biết hát hò gì không mà làm bầu cải lương vậy? Có biết hát con mẹ gì đâu. Tại hồi nhỏ tôi phải coi cải lương, coi riết cái rồ ghiền, cho nên nhảy ra làm bầu coi cho nó đã. Bằng ơi, anh Bằng. Ồ, anh Bằng. Ô kìa, anh Minh. Dạ. Có cả chị nữa à. Dạ, xin lỗi anh Bằng. Hôm nay tôi kẹt chuyện riêng cho nên đến muộn quá. Anh Bằng thông cảm cho nha. À, không sao đâu anh Minh à. Xin giới thiệu với anh, đây là Nhung, vợ tôi đó anh à. Mình ơi, đây là anh Bằng, bạn học cũ của anh đó Mình. Dạ, hân hạnh được biết anh Bằng. Dạ, dạ hân hạnh chào chị. Dạ, mời anh chị ngồi. Dạ, cảm ơn anh. Ngồi em, ngồi Mình. Rồi, quên tôi rồi. Nè anh Minh ơi. Dạ. Tôi đố anh biết anh này là ai đó. Ủa, ai mà tôi nhớ mang máng mà tôi quên mất tiêu rồi cả. Sức mấy mà nhớ nổi. Trời ơi, tôi nhớ ra rồi. Ủa ai vậy? Dì Lãng hả? Lâu quá quên rồi, nhắc đi, bạn bè không mà. Tôi nhắc à. Nhắc đi. Trung Lùng à. Trung Mắt Lộ. Hồi nhỏ tôi đá banh với anh, tôi mặc kê nên anh đánh tôi hoài đó. Nhớ chưa? Cái cha Trung mà tôi quánh gãy mấy cái răng này hả? Ừ, con Nguyên. Lâu quá mà còn lùng hoài hả cha? Còi xương mà. Vừa. Nhung ơi. Cái gì? Nhung à, đây là anh Trung, bạn học cũ của anh đó Mình. Bạn học cũ của anh à? Chào đi Mình. Chào ông. Chào bà. Sao kỳ vậy? Sao bạn học của anh mà em gọi là ông? Thì già kêu bằng ông chứ kêu bằng gì trời. Nhung 95 tuổi là không già sao được. Trung ơi, anh Trung. Dạ. Anh thông cảm ha. Vợ tôi vui vẻ. Vợ tôi vui vẻ cho nên là hay nói chơi vậy đó. Anh đừng phiền ha. Có gì. Dạ. Dạ. Dạ mời ngồi. Dạ. Chị anh Trung,
Sao Linh ngồi đây nè? Ủa? Sao anh ngồi vậy? Vậy tôi ngồi đâu? Anh ngồi ghế nè. Ủa, được ngồi trả nè. Anh sao? Ngồi. Anh Trung ơi, dạo này anh Trung làm nghề gì ở đâu ha? Anh Minh, anh Trung dạo này có nhiều biệt tài lắm. Đừng nhắc mà. Tôi nói. Nhắc đi bạn bè không mà. Anh Minh à? Dạ. Anh Trung hiện giờ là một ông bầu gánh hát cải lương, rày đây mai đó, nhưng mà được đi cấp tư. Anh Trung là bầu gánh hát, mà gánh hát nào đâu vậy? Và thường hát ở rạp nào? Anh nghèo hát rạp gì anh? Tôi chỉ là thuộc hạng bầu tèo, chuyên hát ở miếu đình những thôn ấp mở hơn. Nhưng tên Đoàn anh là chi? Nãy giờ anh chưa giới thiệu. Đoàn ca vũ nhạc kịch trăm ngàn nơi thủ đô. Gánh hát gì đâu mà nghe tên nhỏ dài nhằn à? Chuyên hát ấp miếu đình lặng lội thôn quê, chắc là ở nông thôn giấy chài gạo mượn tiền. Gánh nghèo phải chài gạo chứ làm sao? Nhung, em nói chi những lời quá đáng, cái chuyện giàu nghèo biết đâu mà tránh. Biết rồi, thôi đừng minh giật nữa cho mất công à. Thôi mà em nín đi cho anh được nhờ. Sao nãy giờ chưa thấy được mặt bà chủ nhà ha? Chắc anh Bằng anh còn ích kỷ hậu liêu á. Quên, Liên ơi. Dạ. Ra đây cho anh giới thiệu, đây là Liên, vợ yêu quý của tôi. Xin lỗi, nãy giờ tôi bận việc ở sau nhà. Dạ, kính mừng các anh các chị đến chung vui. Chào chị, chào chị. Chào anh. Còn đây là chị Nhung, vợ của anh Minh này. Còn đây là ông bầu gánh cải lương. Dạ, em có lỗi quá. Dạ, em kính chào các anh các chị. Mời các anh các chị lên lầu coi chân diện có đẹp không, rồi chúng mình cùng nhập tiệc. Quang hô, quang hô. Anh Minh à, anh để chị lên lầu với vợ tôi đi. Chúng mình đến đây rồi cùng nhau hàn huyên tâm sự nghe anh Minh. Thôi được rồi, anh hãy để tôi tự nhiên anh à. Anh Minh à. Dạ. Dạo này anh làm gì, ở đâu vậy anh Minh? Tôi hả anh? Tôi làm nhiều nghề lắm anh à. Có khi thì làm thầu khoáng, có lúc thì chạy ốc phe, chợ đen, chợ đỏ. Ôi sức, cái nghề nào mà làm ra tiền á là tôi nhào vô hả. Nhưng cũng không nói giấu gì anh, có khi thì cũng thất nghiệp rồi đi lang thang vài tháng cho nó đỡ buồn. Anh Minh à. Dạ. Chỗ bạn bè tôi hỏi thiệt anh nghe anh Minh. Anh cứ hỏi. Hình như là anh có một điều gì lo lắng lắm thì phải. Trời ơi, hay quá vậy ta. Trời ơi, hay dễ sợ ha. Bởi vì làm cò phải lắm mà. Anh Bằng nè, tôi hỏi anh Bằng điều này nha. Anh cứ hỏi. Nếu sau này có một kẻ nào đó vì hoàn cảnh gia đình mà họ phải đi cướp của giết người, giống như là tên tướng cướp Bạch Hải Đường vậy đó, thì tôi nghĩ rằng anh cũng nên thông cảm mà châm chế cho họ nhờ anh à. Thôi anh Minh ơi, anh đừng nhắc tới cái tên tướng cướp Bạch Hải Đường đó nữa. Thú thật với anh nha, vì nó mà mấy tháng nay tôi quên ăn mất ngủ. Tôi nói thiệt với anh, tôi bắt được nó hả, tôi sẽ bỏ tù nó chung thân khổ sai. Minh ơi, Minh ơi, Minh. Dạ xin lỗi anh Minh. Được, anh chị cứ tự nhiên nói chuyện riêng. Mình ơi. Gì vậy Mình? Em nói mình nghe nè, chiếc nhẫn xoàng mình mua tặng em khi nãy, em để trong hộp tủ bằng phấn bỗng nhiên mất rồi. Em xem coi có để đâu đó không? Em tìm kỹ không còn sót một chỗ, em để trong hộp tủ rõ ràng mà. Ủa sao lạ vậy cả? Chuyện thật là xui xẻo hết sức à. Phải chi tới với này kia chuyện hả? Chuyện gì vậy Mình? Chị Liên để chiếc nhẫn xoàng đó trên phòng đó, bị mất rồi. Hả? Tôi mới là nhột nhạt nè, ở đây ngó tới nhìn lui chỉ có tôi là cái thằng nghèo mạt rẹp. Nghèo mà tới nhà người ta mất đồ mới xấu hổ cho chứ. Chị Liên, hồi nãy chị để chiếc nhẫn xoàng ở đâu vậy chị Liên? Dạ em để trong hộc tủ trong phòng đó. Rồi có ai vô? Anh Trung ơi, hồi nãy anh có vô phòng không vậy? Nói chơi gì mít lòng nha, đói thấy mẹ vô phòng làm gì? Tôi chờ dọn ăn nãy giờ nè cháu. Xin lỗi anh Trung ha. Chị Liên. Dạ. Hồi nãy chị có thấy ai vô phòng không chị Liên? Dạ có tôi nè. Mà không phải tự nhiên tôi vô, chị Liên cứ mời tôi mới vô phòng thôi ha. Giờ anh xác nhận có vô phòng ha? Xác nhận cái gì? Đúng đối tượng vậy hả anh Minh? Đối tượng gì hả? Ông cò khoanh dùng cho tôi. Ê cái gì khoanh dùng hả? Nhung, cái gì? Hồi nãy em vô phòng đó, rồi em có nhìn thấy chiếc nhẫn của chị Liên chị để gì? Gì kỳ vậy trời?
tôi là vợ của anh mà anh còn không tin tôi nữa hay sao? Dạ, không có chuyện gì đâu anh chị à. Liên. Dạ. Em lên lầu kiếm kỹ lại coi em. Dạ. Thì anh hỏi em vậy mà sao em... À, hay là anh nghĩ tôi đánh cắp chiếc nhẫn xoàng của chị Liên, sao có thứ chồng vô duyên lúc nào cũng để tâm hoài nghi cho vợ mình à? Thôi mà chị đừng nói vậy mà tội nghiệp cho anh Minh lắm. Ở đây đâu có ai ngờ giật gì chị đâu. À, vậy là người ta nghi kỹ cho tôi phải không? Ở đây có mình tôi xấu mặt mà thôi. Anh Trung, anh đừng buồn, tụi mình là chỗ bạn bè với nhau mà. Bạn bè gì đâu mà cái lặng chẳng có chút cảm tình. Cái thứ gì mà lôi trôi lóc chóc như là khỉ mắt phong vậy hả? Nè thằng, vợ anh nói tôi giống khỉ mắt phong anh nghe không? Trời ơi, Nhung ơi, Nhung. Nhung. Mình. Mình ơi, dù cho mình có giận anh chín xe 10 vàng đi chăng nữa thì mình cũng phải giữ gìn danh dự và tư cách cho chồng chứ. Có ly đâu giữa cuộc vui bạn bè đông đảo. Nỗi mừng vui chưa kịp lời thổ lộ mà mình đã làm cho anh tủi hổ trong lòng. Dù anh không xứng đáng là một người chồng, dù cho anh có gì không phải đi chăng nữa thì mình cũng đừng nên cư xử như một kẻ chẳng ra chi. Bạn bè anh bao năm trời xa cách mới có ngày này hội ngộ với nhau đây. Đó là điều hy vọng lớn lao, sao em nỡ xóa tan trong giây phút. Đó là lời của anh, lời của bạn bè anh. Chứ tôi như vậy mà nghĩ tôi ăn cắp mà. Tôi không có nghi cái gì hết trơn á, chính mắt tôi thấy rõ ràng nè. Đó, anh nghe chưa? Nghe vậy? Anh thấy đó, chưa? Trời ơi, Nhung dạ, ơi dạ. Là Nhung. Em làm gì em coi được không Nhung? Chứ anh không nghe bạn anh nói sao? Anh để người ta hạ nhục tôi mà chẳng một lời binh vực. Vậy thì đừng phiền trách chi cho tuổi ố thêm nhiều. Anh binh vực em sao nữa Nhung? Bạn bè anh đâu phải là kẻ biết điều. Anh để người ta nói tôi như vậy, tại sao anh không có một thái độ nào để phân minh chứ? Anh là chồng mà anh không minh vực vợ, anh để cho người ta khinh dễ tôi chẳng xa chi. Nhung ơi, dẹp anh đi. Trong gia đình anh không làm tròn bổn phận, ra ngoài đường lại thua kém người ta. Nhung ơi, em làm kỳ quá Nhung ơi. Trước mặt bạn bè em nói vậy em nghe được không? Chị à, chị đừng nói vậy mà tội nghiệp cho anh Minh lắm. Anh Minh lúc nào cũng quý mến chị. Lỗi này là tại của vợ tôi nó sơ ý quá. Tôi nói chị Liên ở nhà không có lỗi gì hết trơn. Trời ơi, tại là chồng tôi nè, nên người ta có kinh về tôi như vậy. Trời. Nhung. Trời ơi, thằng này đâu có tệ. Nhào vô. Nhung ơi, dù cho anh có gì không phải thì em cũng phải nên ôn tồn trong câu chuyện hôm nay. Em nên nhớ rằng ở đây không phải là nhà của mình, không phải là nơi để mình lớn tiếng, mình gây sự, mình la ó lên như vậy. Hơn nữa, anh Bằng với chị Liên mời tụi mình đến đây là để tình bạn thêm sâu đậm, mà cuộc đời đã ngăn cách bấy lâu nay. Giờ đây câu chuyện đã đổi thay, câu chuyện đã đổi thay, làm cho lòng anh bàng hoàng xấu hổ. Anh Bằng, anh Trung, hãy cho tôi xin lỗi, đừng chấp làm chi những chuyện đã qua rồi. Ê, anh sợ thì anh xin lỗi đi, chứ còn tôi không có lỗi phải gì phải xin hết trơn á. Thôi được rồi, mấy người đừng có xử hiếp tôi. Bây giờ bóp tôi nè. Ông cò xét bóp tôi đi. Xét đi. Chị Nhung, chị đừng làm vậy, chỗ bạn bè làm sao tôi dám xét bóp của chị. Thôi được rồi, tôi đưa bóp mà mấy người không xét ha. Vậy thì từ đây về sau,
đừng có ai đá động gì đến tôi à. Xí, mặt thấy ghét à.